Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi sinh năm 1940 tại Quảng Nam. Giặc đã giết hại mẹ anh khi anh mới 3 tuổi. Năm 1964, anh Trỗi nhận nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý để ám sát phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của chính phủ Mỹ. Tổ chức của ta biết việc anh mới lập gia đình, muốn cho anh tạm nghỉ nhưng anh Trỗi vẫn xin nhận nhiệm vụ này. Không may anh bị địch bắt giữ. Trong lao tù, mặc dù chịu rất nhiều đòn tra tấn, cực hình dã man cùng với những lời cám dỗ ngon ngọt của kẻ thù, nhưng anh Trỗi vẫn một mực không khai báo, một lòng trung thành với lý tưởng mà anh đã chọn. Biết không thể nào lấy được thông tin gì từ anh, giặc đã kết án tử hình anh nhằm thị uy và uy hiếp tinh thần chống Mỹ đang sụp sôi trong nhân dân miền Nam lúc bấy giờ. Hồ Chí Minh mẫu đồng, Việt Nam mẫu đồng.